Kính thưa quý vị, thì bữa nay là 12 tháng 4, còn nằm trong cái tháng của Phật đản nha quý vị. Thì Đức Phật đản sanh thì ngày mùng 8 tháng 4, nhưng mà do các chùa chiền xây luân phiên với nhau trong tháng 4 này, cũng ngày nào cũng ngày để làm được nha quý vị. Thì hôm nay còn trong cái ngày lễ Phật đản này, thì tất cả anh chị em tín đồ giáo hảo có trở về dòng sông Thế An này để phóng sanh. Thì nếu có chút chi phước báo thì hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong 10 phương pháp giới, nương theo phước báo phóng sanh này hết khổ được an vui, và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được phóng sanh hôm nay thì ra ngoài cái môi trường thiên nhiên này được an ổn thời gian nhất định, thì có duyên với Phật pháp. Con cá chép vàng kìa, cá chép vàng anh đến nhiều kiếp tới để mà tu hành, để tiến hóa lên làm người, để tu hành, để giảng sanh về được cõi tịnh độ được Phật A Di Đà nha quý vị. Cá chép vàng bự lắm, bự luôn rồi, quá im. Cũng sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 12 tháng 4 niên Quý Mão, thì tất cả anh em tín đồ Phật giáo hảo và quý cô bác có trở về dòng sông Thế An để mà phóng sanh nha quý vị. Thì hôm nay cũng như thường lệ, thì chúng ta cũng sẽ phóng sanh hết một cái ghe đục này, dưới đây có nhiều thì chúng ta phóng hết nhiều. Thì hôm nay nếu phóng sanh có chút chi phước báo thì cùng nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong 10 phương pháp giới, nương theo phước báo phóng sanh này mà hết khổ được an vui, và cầu nguyện cho các loài thủy tộc ra ngoài an ổn được thời gian nhất định, và ra ngoài có duyên với Phật pháp, nhiều kiếp đầu thai lên làm người, biết Phật pháp tu hành tiếp tục để chúng ta được vãng sanh về cõi tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Thì hôm nay kính mời quý vị xem video được vui vẻ, thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay đây xuống cái ghe đục này có bao nhiêu mình cũng hết nhiều nha quý vị. Cá trắng nó quỳ, cá da chà, cá còn mạnh luôn, đủ loại cá đó mà, cá da chà đủ loại, đầy đủ cá luôn rồi, để luôn thôi, chị vừa thôi đừng có để này, để nó gộ đó, để cao lên quá nó gộ vô. Hôm nay quay cái sọc ra đây nè. Có coi, có người ghi trên rồi. Quay cái sọt hướng này nè. Quay hướng này nữa. Đúng rồi. Cá trắng rất là mạnh như vậy. Quá mạnh. Thì kính thưa quý vị, thì bữa nay là 12 tháng 4, còn nằm trong cái tháng của Phật đản nha quý vị. Thì Đức Phật đản sanh thì ngày mùng 8 tháng 4, nhưng mà do các chùa chiền xây luân phiên với nhau trong tháng 4 này, cũng ngày nào cũng ngày để làm được nha quý vị. Thì hôm nay còn trong cái ngày lễ Phật đản này, thì tất cả anh chị em tín đồ giáo hảo có trở về dòng sông Thế An này để phóng sanh. Thì nếu có chút chi phước báo thì hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong 10 phương pháp giới, nương theo phước báo phóng sanh này hết khổ được an vui, và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được phóng sanh hôm nay thì ra ngoài cái môi trường thiên nhiên này được an ổn thời gian nhất định, thì có duyên với Phật pháp. Con cá chép vàng kìa, cá chép vàng anh đến
nhiều kiếp tới để mà tu hành, để tiến hóa lên làm người, để tu hành để giảng sanh về được cõi tịnh độ được Phật A Di Đà nha quý vị. Nó chấp vàng bự lắm, bự luôn mày, quá im. Nó chấp vàng quá lớn. Thả luôn kìa, dựng ra đây nè. Đó. Quá cá chép vàng quá bự. Im đi, Nam Mô Phật mẹ. Đó nè, nhà nghe Nam Mô Di Đà Phật. Hết xuống hết nè. Cá chà không có gì. Cá chà cho nên nó rất là mạnh. Cá trắng đủ loại. Cá linh, cá gô, cá rô phi, cá dồ, cá mè, cá gì đủ loại cá luôn nha quý vị. Tại cá vỏ chà mà. Thứ hai như vậy này, lúc đầu tiên là thứ hai này. Quá mạnh quý vị ơi. Đây là cá giỏ chà cho nên nó mạnh dữ lắm mà. Ngồi xuống luôn đi. Mạnh ghê không quý vị, phóng à. Giờ ghe cá này anh chủ cá này nói là tập khoảng 900 đến 1 tấn nghe quý vị, nhưng mà chưa biết chính xác khi nào sanh xong rồi mới biết chính xác là số lượng bao nhiêu. Đây là ngoài sông cái của dòng sông Thế An. Cũng chung mặt quý vị đó là chúng ta về Long Xuyên Châu Đốc nha quý vị. Ngược lại thì về Cần Thơ và Cà Mau. Đây của sông cái. Đưa quý vị trong thời gian chờ đợi cá này giảng của thầy nha quý vị. Tình yêu nhân loại của Đức Thầy cho quý vị đọc nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời, yêu lặn cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hài xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong cõi yêu. Ta đã đa mang một cõi tình, dường như thể hại giới sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cá quá mạnh quý vị ơi. Thì nhân buổi trưa ngày 12 tháng 4 hôm nay thì em cháu chúc cho quý vị xem video được vui vẻ, thân tâm thường an lạc nha quý vị. Thì đây cái cảnh ngoài sông này chúng ta là
rất là đẹp nha quý vị. Buổi trưa hôm nay thì trời có mây nên không có nắng, thì màu trời rất là đẹp. Cá vỏ trà nó cũng rất là mạnh nha quý vị. Đây. Chép quá bự rồi, thả nó xuống luôn đúng không? A Di Đà Phật. Chép rồi, cho chị Tiên với thả về sọt đi. Hết mình vì nghệ thuật của nhau vậy. Cái vô đếm. Nó đi mừng chết không dậy sao được. Chào mình thả luôn nha. Giấu cái mặt của em mà sao được. Cá đứng cầm cá. Vô đây vậy. Đó, cầm đứng gì nè. Rồi thả đi để nó dập mình á. Đó. Con cháu của Long Dương đó, cá chép vàng đó. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, nãy giờ trải qua khoảng gần nửa tiếng đồng hồ thì chúng ta phóng sanh xong tạm ổn nè, tạm xong nha quý vị. Thì ghe sẽ chạy vào bờ, sáng sáng dốt ơi. Chạy vào bờ thì còn tác đục nữa, chúng ta vét đục thả cái nữa là xong nha quý vị. Thì kết thúc cái cuộc phóng sanh ngày hôm nay. Tín nguyện chúc cho toàn thể quý ông bà cô bác xem bao nhiêu được vui vẻ và thân an lạc. Về đời thì chúng ta làm ăn phát đạt, thiện sự với kiết tường. Về đạo thì chúng ta tinh tấn tu hành cho nên thành viên mãn. Thì kính mời quý vị xem cái cảnh này chạy vô bờ cái gì, chạy vô đó. Cái nữa là chúng ta sẽ tác đục rồi sẽ kết thúc cái cuộc phóng sanh ngày hôm nay được tạm gọi là thành công tốt đẹp. Đây cảnh
sông nước của bà Thế An Ông Môn. Thì trước mặt quý vị đó thì chúng ta xuống Cần Thơ về Cà Mau. Đây ngược trở lại đây thì chúng ta về Long Xuyên, Châu Đốc nữa quý vị. Qua biên giới luôn. Đó, rồi đây là chúng ta đó, chạy vào bờ đây. Đây là vô bờ. Năm rồi đó, năm rồi là bè thấy lột. Năm rồi là bè thấy lột. Ghe xà lan đó hai người dắt 3 tháng chưa rồi nữa. Đi một ngày bốn con nghe lúa kìa. Đây đã cập bến an toàn. Vô đây nữa là cập bến an toàn. Đến đây có chừng cái ghe đó. Đây. Đây cập bến an toàn, thành công tốt đẹp. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc, cầu quả sớm như dung, bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn tu hành thế này thành công viên mãn. Bồ đề thì chúng ta làm ăn phát đạt được theo như chiếc đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đây là vét đục nữa quý vị. Thì vét đục cái ngày hôm nay xong thì tổng tổng kết cái ngày phóng sanh hôm nay là 1 tấn nha quý vị.